Tự nhiên nó có một vài vấn đề xảy ra với cái phần mềm quay phim của mình. Và mình đã quay một đoạn rồi. Thì về cơ bản thì nãy giờ mình đã làm được một cái ống thổi tiêu và mấy cái tiêu. Nhưng mà cái chính là cái mình đã làm cái tiêu nâng cấp bằng cái ngọc vàng dùng để đón bón cây mà mình hay nói ấy. Nhưng mà mình quên mất một điều, mình dùng hết cho cái này và mình không còn đủ để nâng cấp cái này lên, phải nâng cấp cái ống thổi này thì mới có cái mới dùng được cái này. Fuck. Và mình cũng nâng cấp được một ít cái gọi cái trái này, trái gì nhỉ? Trái Perry làm không biết. Quả gì đấy. Ok. Có ca cam và mình vừa trồng một ít. Hình như mình làm thêm được. Mình làm thêm. Mình phải làm thêm, mình còn chín cái này cơ mà. Mày không dọa tao không được à? Ok. Đấy nha, 10 nha, 9 nha, 32 nha. Ok, mỗi cái này làm được một cái thôi, shit, hơi mệt đấy, không sao. Mày xoắn. Các ạ. Ta có ống hồi tiêu. Test. Ô. Ô. Bắn ngu quá. Bắn tứ tung luôn mà. À. Nhờn. Ow. Nhờn. Ôi lửa xanh. Fuck. Nó chả rơi một cái gì cả. Fuck. Cái lửa này thì không dập được ấy. À dập được à? Không dập được luôn mà. Đáng sợ vậy. Mình mang mình thổi lên tay anh tinh. Bắn đâu hết rồi. Kia trên này. Ow. Nhờn. Nhờn. Ouch. Không biết mình nhặt được cái của nó không nhỉ? Không nhặt được, rất tiếc, buồn đấy. Mình chỉ nhặt được cái của mình thôi. Nhờn này. Ồ, mình thích cái này rồi đấy. Cái này bắn nó dễ hơn nhiều. Cung thì phải sạc. Chào em. Sao mình bắn ngu quá nhỉ? Mình bắn yêu hết rồi. Không lấy được, không lấy được mấy cái này. No. Dính độc rồi. No, lô bàn đau. Fuck. Dead. Dead. Mày chết đi, mày chết đi. Đông thế, chúng nó tụ trước cửa nhà mình. Chết đi. Fuck. Điều mình mong lo sợ nhất cuối cùng đã tới. Kiếm nó bị hỏng. Kiếm sắt, tao vẫn yêu mày hơn tất cả. Xin lỗi vì đã phụ bạc bỏ mày theo gái khác. Ua. Đừng bắn tao nữa mà. Đừng mơ mày. Đừng mơ mày. À khiếp khiếp. 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 Fuck. Fuck. Mình ghét cái hiệu ứng nausea si này. Còn nausea si 5 nữa chứ. Nên là mình phê vãi trưởng á. Khiếp. Nhìn tên này. Bắn này. Sợ. Rồi chúng ta sẽ đi tập trung vào đào mấy cái quặng để nâng cấp đấy. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Là. Mình vẫn chưa biết cái mây này làm gì. Không biết à. Lên thế này. Nó đẩy mình ra xa. Oh shit. Không nghịch ạ. Tập trung vào chuyên môn. Chúng ta hôm nay chúng ta phải đi đào quặng cái quặng vàng kia. Hình như là sau núi mình có một cái hạ đấy kia. Chuẩn rồi. Cái mây kia. Fuck. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Nào, không bắn nữa nhá. Không bắn tao. Ouch, thế mà nó vẫn bắn. Để quên chúng nó là tiếng nó chim nó có hiểu tiếng người đéo lắm rồi. Mày ơi. Tao sẽ cứu mày ra, kangaroo. Ok, ra đi. Nó đách thêm ra, fuck you. Làm ơn mắc oán thế. Để mờ nó. Từ từ, ăn cái quả này đã. Đấy, được nhiều dã man. Cái kia chỉ được hồi được một. Ồ.
Ồ, giờ mình thấy cái này quan trọng vãi. Kia rồi. Nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Rồi, đây rồi, em yêu đây rồi. Năng yêu vãi. Mỗi đờ mờ. Mỗi tí. Fuck this shit. Nào, xem nào, chỗ này nhiều vãi. Nhiều cái này. Cái đây là dungeon này. Ouch. Đừng có làm thế nữa. Chỗ đây là một chỗ hang ổ, cái gì như là một cái hang khá là tối tăm. Không biết là có cái gì dưới này không. Làm ơn có cái gì dưới này xứng đáng. What the fuck? Cái gì ấy? Mình không thích thấm sét đâu nhá. Ồ, tím kìa. Tối vãi. Mình không biết mình chỉnh ánh sáng chưa. Ờ rồi. Sáng lên tí rồi đấy. Giờ mình sẽ xây ra kia mình lấy cái ML kia. Cái gì ấy? Fuck. Sao lại cứ sấm sét vào đây nhỉ? Chẳng lẽ à chắc là dưới đất nó mưa. Mình đang ở trên trời nên dưới đất mưa trên này sẽ đánh sét. Mặc dù trên này không mưa vì trên này trên còn lên trên khỏi mây rồi, thế nên là cũng sớm mưa ở trên này. Kêu to vậy. Lấy cái linh hồn. Úi dồi, giật 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 giật. Ok. Xem nào, xem nào, xem nào. Xem, ô kìa cũng có quặng tím mà có cả quặng vàng nữa kìa. Gọi quặng tím và quặng vàng cho nó ngắn gọn, xúc tích. Hello, qua dưới này không? Mình đã hiểu tại sao dưới đây có sấm. Có em kia bảo sao? Fuck you. Ok. Ra quặng kia để mình lấy và mình về. Mình đừng có mà rơi xuống đây. Mình không thích rơi xuống đây. Không thích rơi xuống đây. Mình chỉ lấy quặng xong mình đi về. Dạo này mình thích hát. Không hiểu vì sao. Vì mình phê. Ok đây rồi. Khá là nhiều. Không nói nhiều lắm nhưng mà cũng vừa đủ. Vừa đủ size. Mình mong là nhiều hơn nhưng mà rất tiếc là nó đời không như mơ, tình không như thơ. Ok, đấy. Ok, rồi đấy nhỉ. Xong chưa nhỉ? Hình như là xong rồi đó. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Và tiền không nhiều. Đào nuôi và lấp biển. Thuê người sẽ làm xong. Phải không? Như mây này mây đen này, mình muốn ra mình lấy thử một mấy mảnh về chơi. Mình nghe tiếng gì? Fuck, giật cả mình. Ơ, đi đâu ấy? The fuck? Ơ, kết địch. Shit, mình làm gì vậy? Ok, mây này mây gì đây? Storm. Mình bảo đứng vào sẽ giật điện nhé. Hồi tốt nhất là mình không nên người. Không nên người dài, mình chưa muốn chết. Chết chỗ này, mình không muốn chết nhảm kiểu này tí nào cả. Cái này chắc là hết rồi ấy nhỉ, chứ làm gì còn gì nữa đâu. Ô, cái quặng vàng ở kia nhưng mà xa quá, mình lười ra đấy. Thôi. Vì tương lai tươi sáng, vì con em chúng ta. Chém chết cha con em chúng nó. Ok, bên kia kìa. Mong là đừng cháu làm manh động lúc anh đang đào này mà tự nhiên bắt anh nhá. Ok. Lu 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 lu. Ô vàng kìa. Ô vàng kìa. Sấm nhiều quá. Mình muốn nghe nhạc của cái này vì mình nghe nói cái nhạc của cái Ezreal này nghe rất hay. Mà nãy giờ mình chả thấy gì cả ngoài sunset. Đó. Mình tí nữa mình sẽ về nhà mình test cái này sau, giờ thì chưa phải lúc. Thì ở đây khá là nguy hiểm không nên test. Ok. Chỗ này nhiều này. Đào ngon này. May là rơi xuống đất. Mình sợ là nó rơi xuống mặt đất ở tít dưới kia thì vui lắm. Ok. Rồi. Mình hoa không nhỉ? Ấy cần mình đào không? Không ấy thôi. Không thì cho mình về. Cho mình về.
Không thì thôi mình về. Thì thôi mình về. 15 rồi đấy, nhiều phết. Rửa cái trên này mà. Là. Ok. Chỗ này anh nào manh động thế, anh nào manh động ấy. Hello em yêu, hello em yêu, hello em yêu. Oh fuck fuck, mình đang đấm nó tay không. Yeah. Ok, một gì hot đây không? Có về là không? Ngon, không là ngon. Kia, vàng 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 vàng. Sao mình không nhìn? Ô, chỉ kiểu cũng có tím kìa. Fuck, ở đây mình. Mày dồn tao vào chân cung đường cùng để làm gì? Mày định làm gì tao? À, ôi đau quá. Shit. Mày chết đi. Rồi em lấy cái đây, ngọc tím trên này. Na na na. Ok. Ngon đấy nhé. Ouch. Xem nào, còn gì hot không? Có vẻ là không. Có lẽ chúng ta đi về nhà. Về nhà. Ok, chúng ta về nhà. Về nhà. Về nhà. La. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Ra đây bị thằng bạn nó, à thằng Kevin nó hack não bằng cái bài trong Skyrim, giờ cứ lâu lâu phởn lên là bắt đầu ngồi hát đờ mờ. Ok, anh không cần biết là chú cần bao nhiêu nhưng mà anh cứ nhét vào hết đã. Rồi ok, boom đây. Mình vừa làm gì ấy? Cái này là Healing Stone. hóa ra cái này chế tạo như thế à. Healing Stone là cái viên đá dùng để hồi máu, như cái tên gọi đó. Mình thử cái này nào. Chả có gì cả. Sao mày nhạt thế? Đơ mờ, cứ tưởng gì hot. Fuck this shit. Sấm sét ở đâu đây? Tại sao lại có sấm sét ở trên đây? Anh đều biết. Ồ, ồ, à, vừa bắn anh. Fuck. Chú binh. Ngậm mồm. Tao bảo mày ngậm mồm. Tao bảo mày ngậm mồm. Shit, bay đâu đấy? Nhơn. Ok, phí quá. Ủa, sấm sét kìa. Ấy, 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 ấy. Cái này không nhận dùng, phí quá. Cái không nên dùng nhiều. Phí quá. Dùng chúng mày. Dùng cho chúng mày quá phí. Nhưng mà được cái này tìm dễ ở mấy cái cây này với cả... Không, lông thì không tìm dễ thì đâu. Thế nên là mình sẽ đi tiết kiệm cái này đã. Được, đi chặt mấy cây đây. Mình biết là mình hát sai rồi rồi nhưng mà kệ. I don't give a fuck. Ok rồi, chúng mày bắn tao đúng không? Chúng mày bắn tao đúng không? Chúng mày bắn tao đúng không? ML đây, nó cho rơi cái gì đây? Ok, anh nhặt được rồi. RM chúng mày. Nhờn với anh. Hai Ancho Pito, hình như cái này là dùng để. À, chúng mày bắn tao đúng không? Cái này bắn hay vậy. Shit, 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 đạn, shit, fuck, no. Mình vừa mới sướng một tí. Tại sao? Không giờ ông lại nỡ độc ác với mình như vậy. Fuck this shit. Giờ mình phải đi giết chim thì may ra mình có. Ouch. Nhắc, vừa nhắc chim có chim ngay. Ow. Oh shit. Oh.
wow, 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 wow. Đáng sợ vãi cả linh hồn này. Nó bắn ra sét. Vâng, rất nhiều con bắn ra sét chứ không phải là một hai con. Là có lẽ chúng ta sẽ đi về nhà nhé. Hello các anh em. Ba la ba ao xì. Đi. Không có thời gian đùa mày. Nhà mình kia. Mình còn 2 tiền. Lơ. Ok, về rồi. Fuck everything. Ok, có lẽ mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye. Yeah.